Nếu coi công tác chuyển nhượng của Man United là một bài hát, có lẽ các cổ động viên Quỷ Đỏ trong suốt thời gian qua sẽ chọn ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao của Bảo Anh để cây nát phòng karaoke. Từ khung gỗ cho đến hàng phòng ngự, hàng tiền vệ và rồi hàng tiền đạo, Man United hỏi mua ai cũng không thành công. Nhiều drama nhất chắc chắn là thương vụ Mason Mount. Quỷ Đỏ cực kỳ nghiêm túc theo đuổi tiền vệ sinh năm 1999 và tin rằng anh là mảnh ghép nâng tầm sức mạnh toàn đội. Ngoài việc đã quá quen thuộc với môi trường Premier League, Mao vẫn còn quá trẻ và cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng. Theo logic thông thường, The Blues sẽ chịu áp lực phải bán. Mặc dù vậy, Chelsea cho thấy mình đúng là chơi như tụi Mỹ. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chơi ép giá Man United đến cùng. Cái giá 65 triệu bảng mà nhà vô địch Champions League 2021 đặt ra không hề bị suy chuyển chút nào bởi các đề nghị của Man United. Đầu tiên là 40 triệu bảng, sau đó là 45 triệu bảng và cuối cùng là 55 triệu bảng. Nhưng Chelsea nhất quyết không đồng ý. Hoặc là 65 triệu bảng, hoặc là đừng hòng động vào một cái lồng chân của Mao. Man United thèm khát Mao là điều mà họ không giấu giếm. Nhưng Quỷ Đỏ cũng chán cái thân phận làm chú bò trên thị trường chuyển nhượng, để người ta dắt đi đâu thì dắt. Thế nên, họ kiên quyết không trả giá thêm. Đã vậy, đội chủ sân Old Trafford còn bắn tin cho báo chí rằng họ không ưa thái độ của Chelsea. Theo Goal và Manchester Evening News, Man United không muốn báo chí biết chi tiết cuộc đàm phán với Chelsea. Tuy nhiên, thông tin Quỷ Đỏ 3 lần hỏi mua Mao thất bại liên tục xuất hiện trên mặt báo. Man United cho rằng đây là chiến lược để gây sức ép của Chelsea, Goal cho biết. Và đi kèm với thông tin này, các nhà báo không quên đính kèm lời dằn mặt của Quỷ Đỏ cho Chelsea rằng họ sẽ rút lui khỏi vụ mua bán. The Blues giàu thì giàu và muốn giữ Mao, nhưng về cơ bản, họ hiểu rằng để tuột một đối tác như Man United sẽ rất dễ hối hận. Hợp đồng của Chelsea với Mao chỉ còn hiệu lực đến hè năm sau. Chính vì thế, không cẩn thận là tiền vệ này ra đi mà câu lạc bộ không thu lại được xu nào. Cố chấp giữ anh lại một năm cũng chẳng ổn khi Mao nhất quyết muốn rời Stamford Bridge. Tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết ông muốn những cầu thủ nào quyết định rời đội bóng nên được xử lý trước ngày 17 tháng 7, thời điểm Chelsea bắt đầu chuyến du đấu hè 2023. Poch chính thức được làm huấn luyện viên tại Chelsea từ ngày 1 tháng 7. Đến ngày 3 tháng 7, cả đội sẽ có buổi tập tiền mùa giải đầu tiên tại trung tâm Cobham. Những cầu thủ vừa phải đá Nations League hoặc vòng loại Euro 2024 sẽ được nghỉ thêm vài ngày. Sau đó cũng sẽ cùng sang Mỹ. Quan trọng nhất, món tiền từ vụ bán Mao sẽ giúp Chelsea dễ thở hơn rất nhiều trong việc cân đối tài chính. Người bán muốn bán, người mua quyết mua. Thế thì chuyện còn lại chỉ là mỗi bên hạ chút giá cả để thương vụ này hoàn tất. Đến đêm qua, điều ấy đã thành sự thật. Theo Fabrizio Romano, nguồn tin chuyển nhượng bóng đá uy tín hàng đầu thế giới, Manchester United đặt thỏa thuận về mức giá với Chelsea trong vụ chiêu mộ Mason Mount. Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận trả cho Chelsea 60 triệu bảng phí chuyển nhượng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Anh. Trong khi phía Chelsea cũng thiện chí hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút để thương vụ thành công. Theo đó, Romano đăng trên Twitter cá nhân với nội dung: Manchester United đồng ý thỏa thuận 60 triệu bảng với Chelsea về Mason Mount. Thương vụ này đã được chốt. Here we go. Các thỏa thuận cá nhân đã được hoàn thành từ tuần trước và bây giờ đã có sự thống nhất giữa hai bên. Mao sẽ trở thành cầu thủ của Man United. Họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc đua để có anh. Trong tổng số 60 triệu bảng tiền chuyển nhượng này, sẽ có 55 triệu bảng được trao ngay cho Chelsea, còn 5 triệu bảng là phụ phí tùy theo các điều khoản phụ. Về phía Ten Hag, chắc chắn đây là thương vụ mà ông ưng ý nhất từ khi đến Old Trafford. Mười khó lần đầu gặp Mason Mount khi ông là huấn luyện viên trưởng của Ajax. Cầu thủ này khi đó mới 18 tuổi, đang được cho mượn tại Vitesse Arnhem. Ngày hôm đó đã có một cú đá phạt trực tiếp ghi bàn thứ ba giúp đội bóng này đánh bại Ajax 3-2 vào tháng 3 năm 2018. Ten Hag lúc ấy mới chỉ nắm quyền trận đấu thứ 8 của ông tại Ajax, nhưng vì quá ấn tượng với Mason Mount nên đã cố gắng kiếp đồng dưới dạng cho mượn từ Chelsea vào mùa giải tiếp theo. 14 bàn thắng và 10 pha kiến tạo trong toàn bộ mùa đầu tiên chơi ở cấp độ bóng đá cao nhất, phần lớn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã thu hút sự chú ý của Ten Hag. Song cựu huấn luyện viên Ajax đã không thể hoàn thành tâm nguyện. Giờ thì ông đã chính thức có trong tay quân bài mà nhiều khả năng sẽ là chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng để giúp Man United mở cánh cửa vinh quang trong giai đoạn tới. Đầu mùa giải, sau sự xuất hiện của Casemiro, 70 triệu bảng và Christian Eriksen miễn phí, vào hè năm ngoái, hàng tiền vệ của Man United đã chất lượng hơn rất nhiều. Bộ ba Casemiro, Eriksen và Bruno Fernandes của Ten Hag chỉ thua một lần trong mùa giải này khi đã chính cùng nhau ngay từ đầu. Tuy nhiên, khi Fred, Scott McTominay và Donny van de Beek được sử dụng, chất lượng của họ không xứng đáng được khoác áo một câu lạc bộ có tham vọng trở lại top đầu như Man United. Thêm vào đó, trong suốt giải đấu, có thể thấy rõ ràng
Eriksen là lựa chọn tối ưu duy nhất trong các lựa chọn khác mà Ten Hag có thể sử dụng trong vai trò của một người cầm nhịp và kiểm soát thế trận. Nhưng sự phụ thuộc vào người có thể trạng yếu như cựu cầu thủ của Tottenham là quá mạo hiểm. Bằng chứng là Man United phải vật lộn để thi đấu kể từ giai đoạn nửa sau mùa giải, thời điểm mà thể lực của Eriksen sa sút cực kỳ rõ rệt. Và khi Eriksen đuối sức, Casemiro cũng cảm thấy khó thở. Dù sao thì tiền vệ người Brazil đã 31 tuổi, bạn anh phải gánh cả nhiệm vụ can quét lẫn cầm nhịp thì khó mà làm tốt ở mọi trận đấu. Không chỉ Eriksen mà Bruno Fernandes cũng sẽ nở một nụ cười rạng rỡ để chào mừng người đồng đội mới. Phẩm chất sáng tạo của Mao sẽ giúp cho Bruno không bị kém quá chặt, bởi tiền vệ Anh cũng có những đường truyền sáng tạo không kém. Sự xuất hiện của Mao chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề chất lượng và chiều sâu ở hàng tiền vệ của Man United. Hiệu quả khi có bóng và không bóng của cầu thủ 24 tuổi khiến anh trở thành mẫu cầu thủ mà các huấn luyện viên có thể tin cậy. Mason Mount mang đến sự tự tin cao độ, hào quang và tâm lý chiến thắng trên sân. Rất khó để loại cậu ấy khỏi sân, bởi vì ngay cả khi cậu ấy có một trận đấu không quá tốt, bạn sẽ luôn cảm thấy sự tràn trề năng lượng cũng như sự tích cực và một cách tiếp cận tuyệt vời. Cựu huấn luyện viên của Chelsea, Thomas Tuchel nói vào năm 2021: "Những lời nói của Tuchel giống như một câu ca làm dịu tai Ten Hag. Mao mang tất cả những phẩm chất mà ông đang tìm kiếm: máu lửa, thể lực trâu bò và quyết tâm chiến thắng đến cùng. Điều thường bị bỏ qua với Mao là khả năng ghi bàn và kiến tạo của anh. Như chúng ta đã biết, Man United đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn trong mùa giải này. Và trong khi họ đang tìm kiếm một tiền đạo để cải thiện vấn đề này, thì việc bổ sung thêm một nguồn ghi bàn khác là điều bắt buộc. Trong 3 mùa giải đầu tiên của Mao tại Chelsea, không tính mùa giải gần đây nhất, tiền vệ sinh năm 1999 đã có 44 lần tham gia vào bàn thắng trong 105 lần ra sân ở Premier League. Các tiền vệ hiếm hoi có đóng góp nhiều hơn là Kevin De Bruyne của Man City 74 và Fernandes 61. Ngoài ra, Mao xếp thứ 5 tại Premier League trong mùa giải đó về số cơ hội tạo ra 145, đứng thứ 8 về số đường truyền thành bàn 15. Nói cho nhanh, Mao là một mắt xích quan trọng, thậm chí là chìa khóa trong hệ thống pressing tầm cao hiệu quả của Chelsea. Anh có những chỉ số hàng đầu về kiến tạo và bàn thắng kỳ vọng. Xuyên suốt hai mùa 2020-2021 và 2021-2022, Mao là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đồng thời là trái tim và bộ não của Chelsea. Đó là những khoảng thời gian chứng kiến The Blues vô địch Champions League, vào chung kết FA Cup và từng có lúc đầu bảng Premier League. Dấu ấn ngọt ngào nhất chắc chắn là pha kiến tạo chất lừa cho Kai Havertz lập công trong trận chung kết C1 trước Manchester City. Hiện tại, chúng ta chưa biết đâu là vị trí phù hợp nhất, tối ưu nhất với Mao trong hệ thống của Ten Hag. Có rất nhiều số 8 ở sân Old Trafford và chưa ai vượt đến tầm vóc ông chủ. Donny van der Beek, Fred hay Sabitzer là những tiền vệ có thể chia tay sau thời gian để lại những kỳ vọng dang dở. Nói cho cùng, Man United cần sức sống mới ở khu giữa sân, gánh vác bớt công việc cho Bruno và cũng truyền đi thông điệp về tương lai của Man United rằng họ sẽ đi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.